Wow, hôm nay cả nhà ăn cái mì Quảng. À, mì Quảng nha. Nè, giờ review tô mì Quảng nè. Chưa có đổ nước nữa. Nè, gồm có cái cái bún trắng nè. Đó, mì Quảng á. Bún màu vàng nè. Đó. Còn một cái nữa là màu hồng hồng. Đó, thấy chưa? Đây thì nó gồm có tôm, thịt, đó, rồi hồi còn có phần nước sốt nữa. Rồi muốn ăn cái này ngon á là phải có đậu phộng nha, cái này đậu phộng nhà làm luôn. Ô, quá dữ luôn, thử hộp coi. Wow, nóng quá, ngon. Đây, đậu phộng đã được lấy ra ngoài để trên chén, nhưng mà thay vì lấy vỏ mà khỏi gần lửa vỏ luôn, ăn cho nó khác người chơi. Rồi, đây là cái phần nước lèo. Nước lèo được nấu gồm có cái gì đây? Có chả. Ô, cái này là cái chả nè. Cà rốt. Có củ cải trắng. Củ cải trắng, cà rốt. Đầu tôm. Với lại tôm khô. Ô, quá thơm bốc khói nghi ngút luôn. Cái này là cho mấy người ăn đây? Bốn người đó. Thì cái nồi nước lèo này á, là được nấu lên là để cho khoảng 5 tô. À, thì ở đây có sẵn 5 tô rồi. À, bây giờ mình tiến hành múc nước lèo thôi. Rồi bây giờ mình múc nước lèo ra tô ấy coi. Wow, nhìn hấp dẫn quá đi à. Tô này bán nhiêu vậy ta? Bán nhiêu được? 5 xị. Đang bán mai về Mỹ. Đang bán mai. Đang bán mai nghỉ mốt về Mỹ. Khi một tô bỏ bóc được đủ nước lèo nè. Xong rồi cho đậu phộng vô. Ui giời, ăn cái này là lên cân. Rồi, đi bán ha. 70.000 tô đó. Rồi, tiếp tục tô thứ hai. Wow, nhìn hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. À, wow, đã luôn. Đủ chưa? Chưa. Rồi, thường thường á là ăn cái mì Quảng này á là người ta đổ nước sập sắp thôi đó. Nhưng mà bây giờ mình chơi mì Quảng là mình phải chơi nước lèo như là phở vậy đó, đổ đầy vô ăn như là phở vậy mới ngon đó. Nhưng mà giờ cho em xem tô được không? Đó. Rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ để thử cái tô này á, là mình bỏ đậu phộng nè, tôm nè, chả đầy đủ ha. Bún màu vàng, màu trắng, màu đỏ đầy đủ ha. Bây giờ mình phải chơi thêm cái salad vô. Thêm xà lách vô, với rau thơm vô. Thông thường ăn cái mì Quảng này á, là người ta ăn cái nước lèo nó ít lắm. Nhưng mà mình chơi nước lèo như phở, nó ăn vô cho nó có rau nhiều, ăn cho nó đẻ. Đã, cũng phải đẻ. Cái bụng nó chờ xíu, chờ xíu. Rồi. Chừng mau nè. Bây giờ trộn lên ha. Trong miếng đê. Trộn lên, bắt đầu trước khi trộn lên thì mình cũng phải thử nước lèo một chút coi nó ngon không. Rồi, thử nước lèo một chút nè. Không, thơm, tôm, nêm một chút xíu mắm vô cũng được. Rồi. Rồi bây giờ thử nha. Thử ăn một miếng bún. Bún này coi. Còn cái con dư đó. Cũng dư
Bánh phở này dẻo. Bánh bánh gạo này dẻo. Mì quảng này nó dẻo. Nhưng mà nó không có thấm không. Mì quảng này phải để cho nó thấm chút mới ngon. Ăn miếng rau nữa coi. Nếu ăn cho nó đậm lắm. Rồi phải thêm trộn phộng. Nào ai muốn thích ăn đậm lắm. Mình chơi thêm nước mắm vô. Không phải đâu, cái này ăn đi con, ăn với nó có dinh dưỡng. Cái này không biết là mì Quảng là nấu theo kiểu miền Trung hay là miền Phan Thiết, hay là Ninh Thuận, Bình Thuận hay là Nha Trang hay là Huế gì đó. Nấu theo kiểu gì ạ? Nấu theo kiểu Tây Ninh. Ngon hẳn được á, ngon. Giờ thử tới không? Một miếng chả coi. Mì Quảng đúng á, đâu có chả gì đâu ha. Nào thôi kệ chế. Hay có kiểu miền miền Trung Tây Ninh. Ok. Mua chỉ có điều bộ là mắc cái 25 ngàn cái, mẹ mua ngon. Đồ chơi thiệt hả? Một miếng đậu bọng á. Giờ nước dư đầu tơ ba đi hồi nhậu ha. Wow. Thôi ăn thôi. Rồi bây giờ thử con tôm này các con, ở vị nó làm sao. Thử miếng nha. Tôm thơm giòn ngọt ngay rỗng rãng rỗng rãng miệng luôn. Rồi ngon. Đang chuẩn bị cho thêm làm tô nữa, ăn cho đủ đô. Ăn cái này nếu mà thích đó thêm rau vô. Rồi em, thử miếng nữa kìa. Ngon quá. Rồi, thêm một tô bán mang đi nữa. Tô 25 ngàn thôi ha. Rồi, đây là tô, chắc có lẽ là tô đặc biệt của bà bếp. Nào giới thiệu của tô này có gì đặc biệt không? Ít mì, cũng tôm, thịt heo, chả mặt heo. Nhưng mà ít nước đúng không? Ăn có vừa miệng không? Ngon mà. Ngon hả? Gái sao? Thấy sao gái? Ngon. Cái vị nó làm sao? Ngon nhưng mà nó hơi nhạt. Nè hả? Cho thêm nước mắm vô. Bên sao? Vừa ăn. Vừa ăn, rồi còn gì nữa? Thơm. Thật đó ngon. Rồi trước giờ ăn được mấy lần này rồi? Hai lần. Mốt mà nấu nữa ăn nữa không? Không. Được không? Tối nay nấu nữa ăn không? Ok. Được không mi? Được không? Ăn đậu phộng. Rồi rồi hả? Rồi. Rồi bây giờ ăn trưa thôi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.